Những ngày là bắt đầu nhập rồi. Bắt đầu nhập rồi. Vâng. Thầy và người dân tham gia là đã có những cái biểu hiện gọi là rung chân và rung tay rồi các bạn ạ. Đây là những cái biểu hiện rất là quan trọng. Và mọi người sẽ thấy tự tin thì mới sẽ mê vào nhảy được. Các nghệ nhân tiếp tục rồi. Lửa càng đượm thì mới càng nhảy được các bạn ạ. Sẽ có một cái màn nhảy lửa của du khách các bạn ạ. Nào, máy xong chưa? Thì ông Sơn bỏ. Xong rồi, 2 3 vô. Ông Sơn bỏ bít. Chơi. Mọi người đứng xa một chút nhá, chú hất mạnh lắm đấy. Ôi. Nhanh vào. Chú hất vào. Quá đẹp luôn. Bên kia. Xin kính chào quý vị khán giả của Rubathan. Sau lưng mình là một cái đống củi rất là to. Các bạn xem những cái video trước thì các bạn sẽ hình dung ra là các bạn sẽ đoán là sẽ có một cái vòng xòe lớn ở Tây Bắc ở đây. Nhưng mà hôm nay thì có một câu chuyện khác các bạn ạ. Cái đống củi này là sẽ để làm cái lễ gọi là lễ nhảy lửa của người giao tiền ở bên La Hang Tuyên Quang các bạn ạ. Một cái đống củi rất là to. Và các bạn tưởng tượng xem cái đống củi to như vậy mà người ta đốt cháy thành than và người dân có thể ở đây là người ta có thể nhảy múa với lửa ở trong đấy thì rất là kỳ lạ và khoa học cũng không thể giải thích được. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng với Rubathan để tham dự cái lễ hội ở đây và đặc biệt là cái phần cuối ấy, sẽ là cái phần cái nghi lễ nhảy lửa này. Xin mời các bạn. Hoạt động lễ hội này thì cũng thu hút là du khách và các bạn trẻ từ các cái xã xung quanh đây đến chơi các bạn ạ. Anh em mình thì đến sớm thì bây giờ là cũng chưa có đông người lắm. Sẽ đi quay quanh cái không khí quanh đây cho các bạn xem một chút. Đây là các bông hoa sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ tối nay. Các bạn đây là gồm những dân tộc gì đấy? Anh thấy nhiều trang phục quá nhỉ? Không biết là... Nhiều trang phục nên một dân tộc thôi ạ. À thế à, nhờ chị giới thiệu qua một chút về các trang phục các dân tộc ở trên này được ạ. Tâm cài hội chị cái micro. Chị cầm được. Vâng. À, bọn em đến từ huyện Bắc Nậm ạ. Hôm nay bọn em tham gia một tiết mục múa, nhưng mà bọn em thì một dân tộc thôi, nhưng mà trong tiết mục múa thì các bạn diện trang phục dân tộc Mông, Nùng, Dao Đỏ và Tây. À, em bảo là huyện gì nhỉ? Huyện Bắc Nậm ạ. À, huyện này cũng của Tuyên Quang à? Không ạ, ở Bắc Cạn anh ạ. À, là mình sang giao lưu à? Vâng ạ. À, thật ra là các tỉnh miền Bắc thì đúng còn Bắc Cạn là anh chưa được đến. Dạ vâng. Hôm nay được gặp người Bắc Cạn ở đây. Dạ vâng. Thế là em vừa nói là dân tộc gì nhỉ em nhỉ? Dạ, em ạ. Ừ. Em là dân tộc Tày anh ạ. À, dân tộc Tày ở bên Bắc Cạn à? Bên đó là người Tày là chủ yếu đúng không? Dạ. Em giới thiệu họ tên một chút nhỉ? Và sẽ biểu diễn tiết mục gì đây? Bọn em múa tiết mục Mời Anh Về Tây Bắc. Mời Anh Về Tây Bắc. Thực ra ở Đông Bắc chứ mà. Thật ra ở Đông Bắc. Tây Bắc là quê anh đấy, bên anh đấy. Ok, tí nữa chúng ta sẽ theo dõi cái tiết mục của các bạn này nhá. Thấy trang phục là rất là đẹp rồi, anh cảm ơn. Đây chúng ta sẽ xem qua. Ở đây là có màu xanh này là trang phục của... Còn đây cô gái Thái rồi nhỉ. Cô gái Thái thì dễ nhận ra lắm với cái áo màu đỏ. Thường thường là người Thái mà áo đỏ và áo trắng. Thế còn em rất là rực rỡ bên này. Tài cách tân anh ạ. À, cách tân rồi. Đấy. Các bạn đây chắc là học sinh cấp 3 à? Không ạ, em đi làm lâu rồi anh ạ. Đi làm lâu rồi à? Có người trên này trẻ thế nhỉ? À, giáo viên. Em đi làm 5-6 năm rồi. Tiết mục mình chắc là mở màn à? Vâng ạ, à, ok, mình sẽ đón cái tiết mục này để ghi hình cho các bạn nhé. Bởi vì hôm nay chắc là sẽ có nhiều tiết mục đấy. Nhưng mà đến cổng đã thấy ấn tượng với các cô gái ở đây rồi. Cảm ơn các em nhé. Ở đây thì mình thấy là cũng có những cái trang phục, đây là người Tày truyền thống này, trang phục truyền thống này với cây đàn tính này. Các chị này có đánh được đàn không đây?
Các cô gái Tày và cầm những cái cây đàn này thì nhìn trông là càng duyên dáng hơn. Trang phục thì rất là tôn dáng luôn, ai cũng thắt đáy lưng ong. Trên này chắc nhiều ong lắm. Chị ơi, chị giới thiệu một chút xem là đơn vị mình đến từ đâu ạ và sẽ tham gia tiết mục gì trong đêm hội hôm nay ạ? Vâng, bọn em đến từ xã Đà Vì ạ. Vâng. Hôm nay bọn em sẽ tham gia một tiết mục là Nắng Hai Em Hẹn Ngày Về Múa Tày ạ. Vâng. À, cũng là một xã bên cạnh của xã Hồng Thái đúng không ạ? Vâng ạ, đúng rồi. Từ nãy giờ thì thấy là chương trình này là thu hút được rất nhiều các đơn vị đến giao lưu. Ok, cảm ơn các chị nhá. Anh em mình thì tranh thủ đến sớm để ghi hình cái không khí và đặc biệt là sẽ được trao đổi với du khách cũng như là người dân địa phương ở đây. Đây các bà đây thì chắc chắn là người ở địa phương đây rồi. Người giao giao tiền. Trong thời gian chờ đợi cái các cái hoạt động diễn ra thì chúng ta sẽ đi tham quan một số cái sản phẩm gọi là đạt tiêu chuẩn ô cốp ở đây các bạn nhé. Là các sản phẩm của người dân địa phương sản xuất thôi và đáp ứng được những cái yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng các bạn ạ. Đây thì đặc biệt mình thấy nhiều nhất đó là trà San Tuyết cổ thụ rồi các bạn này. Đấy, một cái loại trà rất là đặc trưng ở vùng núi cao, độ cao trên 1000m các bạn nhé. Đấy, búp nó rất là to luôn. Búp nó to và nó có tuyết trắng các bạn ạ. Đấy, là những cái sản phẩm gọi là tinh hoa của đất trời, của vùng hội tụ vào các bạn ạ. Đấy, những cây trà này người ta phải trèo lên người ta hái. Đây là sản phẩm chính đấy đúng không anh nhỉ? Cái trà này nó rơi vào khoảng tầm 2 người ôm. 2 người ôm. Vâng. Đấy là cái to nhất. Vâng. Trà San Tuyết là loại trà quý nhất ở vùng núi ở đây đấy nhỉ anh nhỉ? Vâng. Vâng. Dĩ nhiên là trên mình là sẽ có nhiều loại trà, nhưng mà nếu mà để chọn trà quý, trà tốt nhất thì hãy chọn San Tuyết đúng không ạ? San Tuyết là một loại đặc trưng của trà San Tuyết nhưng nó ở phân bổ 6 sắc khúc sơ. Vâng. Đây là trà các bạn. Còn đây là tên các đơn vị sản xuất là sẽ tự lấy tên trong để đăng ký sản phẩm. À vâng. Lấy một cái thương hiệu. Vâng. Nó có một giống thôi, nhưng mà ví dụ như là xã nào làm thì xã lấy tên của xã đấy ghép vào đúng không ạ? Vâng. À, đây là những cô gái người giao này là đi hái trực tiếp đây đúng không ạ? Chị đây là người giao đỏ phải không ạ? À vâng. À vâng, ở đây thì người giao đỏ chắc là ít hơn người giao tiền đúng không ạ? Vì từ sáng giờ em mới gặp một người giao đỏ thôi. Ngoài ra thì ở đây còn có đặc sản lê nữa các bạn ạ. Quả lê nhưng mà bây giờ thì không phải mùa. Các anh ấy có mang hoa đến trang trí đây. Hoa lê. Vâng, đấy, để trang trí. Vâng, cảm ơn anh chị nhé. Các bạn có nhu cầu mà sử dụng cái trà San Tuyết ở trên này thì alo cái số điện thoại của mình ở dưới video, mình sẽ lấy mình gửi cho các bạn nhé. Chị chào em. Hiện tại là bây giờ là còn là mùa măng nữa các bạn ạ. Trên này còn một cái đặc sản nữa. Đó là măng rừng và gạo lếp. Bên này thì có một số cái đồ đan lát thủ công và có một ít dược liệu nữa các bạn ạ. Có nấm hương rừng, có bọc nhĩ rừng. Và măng thì có thể là măng ớt nữa các bạn. Các bạn nếu mà muốn sử dụng măng ớt thì mình cũng có thể gửi cho các bạn được. Đóng vào các cái lọ này và gửi đi này. Rồi gia vị như là hạt dổi. Rồi cái bài thuốc của người giao. Những cái lá mát gan này, rồi trị xương khớp này. Đây có cả hoa đu đủ được khô nữa các bạn này. Các cô gái bản cũng không làm được cái này. À không phải à? Tâm muốn thử không? Bảo Tâm có muốn thử, bảo chị này vào chơi thử. Chơi thử nhé. Chơi thử cho em. Tâm xác suất làm được là chắc là thấp hơn các bạn kia rồi. Nào mại dô nào. Rồi. Lên cái bậc kia thì mới trèo lên được. Cẩn thận vụt gậy vào các em nhé.
Lên nào, hãy chứng minh tài năng của mình đi. Lên đi. Mọi người tránh xa hết rồi. Không có nhưng, lên luôn. Hai em đã vào hỗ trợ rồi. Đấy mà, không làm được đâu. Đây này, có bạn này giỏi này, bạn này giỏi này. Thử một lần thôi à? Thử một lần thôi à? Đây là khu vực các thầy sẽ chuẩn bị để lát nữa phải làm cái thủ tục tâm linh thì mới có thể nhảy lửa được các bạn ạ. Mình sẽ nhờ các thầy chia sẻ một số cái thông tin cho các bạn cùng biết về cái nghi lễ này nhé. Vâng, chào thầy ạ. Vâng, vâng. Thầy giới thiệu một chút là tên của thầy và Chiều tuổi Chiến, ạ. Chiều Văn Chiến. Vâng. Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm 6, 57. À, tức là tuổi của thầy là cũng không phải là cao lắm đâu đúng không ạ? Vâng. Thế là cái nghi lễ này thường là mình thực hiện vào những cái thời điểm nào trong năm và trong những dịp gì ạ? Đầu năm cũng nhảy. Vâng. Đầu năm được vân nhảy được mấy ngày ấy. À vâng. Cuối năm đồng tầm tối 30 mùng 1 là nhảy tầm 2 ngày 3 ngày. À tức là cái dịp Tết là mình nhảy dịp này. Tết, nhảy. Xong ăn Tết xong là mình cũng nhảy. Nhảy. Vậy ý nghĩa của cái việc nhảy này là để làm gì ạ? Cái đấy là cái phép đấy là nhập vào. À. Nhập vào mình cũng nhảy được. À đấy là như kiểu là thần hay là tổ tiên nhập vào ạ? Đấy đấy. Vâng. Tức là gần như là một cái hình thức mà để mình kết nối với lại ai nào ốm yếu là đi bói ra cơ là cũng nhảy á. À cũng nhảy mà. Vâng. Nhảy cao lắm. Thì cao lên nữa chứ không phải chỉ nhảy ở chỗ nửa đấy thôi. 2 mét trở lên á. À vâng. 1 mét rưỡi trở lên á. À. Tức là cái việc nhảy này là giống như là mình để mình kết nối với thần linh để mình xin mình cầu cái gì đó đúng không ạ? Đấy đấy, cái đấy. Thì khi mà thầy làm lễ cúng là thần sẽ về là nhập vào những cái người dân đó đúng không ạ? Thế cháu có tìm hiểu là khi thầy cúng mà ai mà có biểu hiện như kiểu là bị rung chân rung tay lên thì lúc đấy là thần nhập vào đúng không? Thì mới nhảy được đúng không ạ? Lúc đấy là nhập vào rồi. À vâng, thì mới nhảy được. Nhập vào. Và khi nào mà nhảy xong thì thần sẽ tự ra. Vâng. Vâng. À, cảm ơn thầy vì những cái chia sẻ về một cái nghi lễ tâm linh rất là huyền bí mà không ai giải thích được. Bây giờ là phải đợi chương trình trên sân khấu xong thì là thầy mới cúng đúng không ạ? Vâng. Thế còn để cúng mà mời được các thần về để nhập vào thì mình cần những cái đồ cúng gì ạ? Ngồi đây phải cúng cho nó nhập cho vâng. Mình mới nhảy nhá. Nhưng mà mình sẽ cần những đồ gì để cúng ạ? Tí phải lấy tí giấy về làm nó mới giấy ạ? Vâng. À cái giấy như kiểu là dạng tiền đấy đúng không ạ? Tiền tiền âm đấy đúng không ạ? Giấy đây này. Vâng. Cái này thì làm xong. Vâng. Ok, thì lát nữa thì thầy tiến hành các cái nghi lễ thì chúng ta sẽ xem chi tiết. Vâng, cảm ơn thầy nhé. Vâng. À, đang hỏi mấy chị nè. À, đang khai thác thông tin à? Anh lại khai thác thông tin của em. Vì anh cho tôi đã. Mới chơi hôm nay thôi. Em ơi, xin chào. Bạn nhận ra anh không? Bạn của em đâu rồi? Là cái bạn kia à? À, tối rồi anh nhìn cũng không rõ lắm. Rồi, ok, xin chào. Em cô gái sinh viên đến từ trường gì đây? Em học trường nông nghiệp ạ. Là em ngành gì? Em ngành kinh tế ạ. Ngành y tế á? Kinh tế á. Kinh tế á. À, thế là anh em có thể chia sẻ là cái nội dung mà mình lên trên này mình làm khóa luận lên thì là mình làm về nội dung gì? Em thấy ở trên này cũng đang phát triển về du lịch nông nghiệp đấy ạ, nên là bọn em đang nghiên cứu đề tài khoa học, nghiên cứu khoa học để bọn em nghiên cứu về phát triển du lịch nông nghiệp. Phát triển du lịch nông nghiệp. Vâng. À. Ở đây cũng có một số điểm đấy ạ. À. Vâng. À, chính xác ở đây thì bây giờ là cái xu hướng là người ta thích đi du lịch rồi, trải nghiệm và sử dụng các cái sản phẩm nông nghiệp của địa phương ấy đúng không? À, ok, rất là hay. À, rất là vui mà vùng cao trên mình được đón chào những cái sinh viên từ xa xôi đến này. Em là đến từ tỉnh nào? Em đến từ Hà Nội ạ. À, em học với người ở đấy luôn. Em ở Hà Nội luôn ạ. À, ok. Lên trên này em thấy cảm nhận vùng đất này thế nào?
em thấy ở đây cũng trong lành đấy ạ. Người dân cũng hiếu khách và canh qua quan cảnh ở đây cũng rất đẹp ạ. Với cả cái với cái đề tài của em đang nghiên cứu thì em thấy ở đây là một địa điểm thích hợp đấy ạ. Dạ vâng. Cho anh xin tên của em nhỉ? Tên là Yến ạ. Tên là Yến à? Vâng. Ok, cảm ơn Yến nhé. Chúc cho cái đề tài khoa học của em sẽ có giải. Em đi để đi thi đúng không? À không, cái này là em làm đề tài cấp tỉnh ạ. À cấp tỉnh nhỉ? Vâng. À tưởng đi thi. Em cảm ơn ok, anh. Chúc em có một chuyến đi thành công nhé. Ừ, anh cảm ơn em. Bản sắc văn hóa các dân tộc. Em ơi, đã thu thập đủ thông tin chưa? Cũng chưa được nhiều lắm anh ạ. Đại biểu lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Em thấy là có nhiều du khách nhưng mà bởi vì mọi người đi đâu hết thì mọi người đi các điểm ạ. Thế là ví dụ như em đến chỗ này thì mọi người có thể mọi người đi chỗ khác. Nên là cũng chưa được nhiều thông tin cho lắm. Giống như là anh đi tìm em mãi anh mới tìm được em ấy. Thế rồi là em cảm nhận gì về cái vùng đất này? Chắc lần đầu tiên em lên đúng không? Dạ vâng, đây là lần đầu tiên em đến. Ừ, thế em anh cũng đang khai thác nên anh cũng sẽ hỏi em tương tự như em hỏi người du khách thôi. Dạ vâng, em biết ạ. Em cảm nhận như thế nào về mảnh đất Hồng Thái này? Nhìn em thấy là nó vẫn còn là rất là hoang sơ nên là không khí rất là trong lành và tươi mát. Kiểu cảm giác lên đây nó khác hẳn ấy, phải may mà em còn mang áo Tết, nếu không thì chắc là Tết Tết. Anh là người vùng cao nên anh chủ quan nên không mang, và bây giờ anh phải mặc áo chống nắng đi để chống rét. Nhưng mà đồ ăn ở đây thì không được nhiều cho lắm, chủ yếu là thắng cố mà em thì không ăn được nhiều cho lắm nên là cũng thấy cái phần đấy là hơi khó tìm đồ ăn. Còn con người ở đây thì rất là thân thiện, nhiệt tình. Món thắng cố thì nó sẽ béo, nhiều chất dinh dưỡng nên là em lại không thích ăn lắm đúng không? Em thấy hơi ngấy cơ. À ngấy. Thật ra là anh thì thấy nó rất là ngon. Không, nó cũng có ngon nhưng mà em không ăn được nhiều, chỉ ăn được ít thôi. Chỉ ăn ví dụ như là một bữa thì được, nhưng mà nếu mà ăn ở đây 2-3 ngày mà ăn ngày nào cũng ăn thì không ăn được. Thế còn em đi vùng cao này nhiều chưa? Nhiều. Lên đây thì có gì cảm em cảm thấy lo lắng không hay là không ạ? Em đi nhiều nơi rồi. À đi nhiều rồi. À thế nên là nhưng mọi lần chắc là đi chơi, còn lần này là đi mọi lần thì cũng có đi chơi mà cũng có cả đi làm cả đi chơi. Như vậy chứng tỏ là em cũng dành tình yêu nhiều cho vùng cao đấy. Dạ vâng. Thực ra bản chất thì em cũng là người vùng cao anh ạ. À em ở tỉnh nào? Em ở Hà Giang. À em ở tận Hà Giang. Dạ. À thế thì ở đây thì nó cũng không xa lạ lắm đúng không? Dạ vâng. Ờ ok. Em biết trên đấy là em là người Lùng à? Hay là người Giấy? Em người Kinh ạ. Người Kinh. Anh cũng vùng cao, anh bên Yên Bái. Ok, anh cũng người Kinh. Em cũng đi Yên Bái nhiều lần rồi. Chúc em có cái chuyến đi gặt hái được nhiều kết quả. Vâng, rồi, cảm ơn em nhé. Đồng chí Trần Đức Tuấn. Các em từ đâu đến đây du lịch thế này? Em ở dưới trung tâm. Ở dưới trung tâm huyện đấy à? Xã. À dưới bên ma ở. Anh tưởng đây là trung tâm xã rồi chứ? À, xã khác. À, xã khác sang chơi. Chắc là cô gái người Tày à? Vâng. À, ở đây nếu mà xã khác là anh thấy đa số là người Tày. Ở đây gần Bắc Cạn nên là chắc là kiểu là cũng có nhiều kiểu là người ở bên Bắc Cạn sang nữa nhỉ? Làm bên đấy toàn người Tày thôi đúng không? Vâng. Ừ. Sao không lên trên kia chơi, đứng ở đây đợi bạn nào à? Đang đợi bạn. Xong rồi lên trên ông tí ông chen ở đâu, anh thấy người càng ngày càng đông rồi đấy. Đi chơi cái hồi cam ngon đủ vị, thơm ngon của hoa quả tươi ngon. Cam không ngon, mua kem khói không? Kem khói ngon đến lạ thường, an toàn về thực phẩm, không hóa chất, thực phẩm độc quyền thương hiệu. Xin kính chào và xin kính mời bà. Không ăn nổi á? Nó lạnh hay nó nóng đấy? Kem khói Hàn Quốc xin mời bà. Bây giờ chúng ta sẽ lên gần sân khấu để xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất ở đây nhé các bạn nhé. Đặc biệt là được ngắm trang phục cũng như là chân dung của các cô gái người địa phương ở đây rất là xinh. Cô nào cũng xinh. Đây chắc toàn các cô xinh nhất Hồng Thái rồi. Sáng nay còn đi gặt lúa còn dính đầy bùn mà tối nay đã đẹp thế này rồi. Sáng nay anh có ra ruộng mà anh cũng bẩn nửa người mà. Ở đây thì mình đã bắt được một cô gái người giao tiền gọi là chính hiệu ở đây rồi, người địa phương rồi. Em có thể giới thiệu một chút thông tin về bản thân mình. Vâng, chào anh. Em tên là Phương ạ, em ở trên Hồng Thái. Em ở ngay cái tràng này luôn. Em 25 tuổi.
Bao nhiêu tuổi rồi? 25 ạ. À, 25 tuổi rồi. Em là dân tộc Dao. À, một cô gái gọi là rất là trưởng thành rồi đấy đúng không? Hiện tại thì em ở địa phương hay đi làm ở đâu? Hiện tại thì em vẫn đang làm tại địa phương thôi ạ. À, có làm du lịch không? Em không có nhưng à, có. thật ra là anh lần đầu tiên đến đây và rất là muốn làm quen với một cô gái để làm bạn, sau này có lên thì còn nhờ dẫn đi chơi. Dạ vâng ạ. Hôm nay thì là sẵn lòng luôn. Hôm nay đồng ý làm bạn của anh nhá. Dạ vâng. Lát nay em cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn à? Dạ, em có ạ. À, em múa hay hát đây? Em múa thôi. Em múa à? Hôm nay thì hình như không thấy em đi gặt lúa. Em có ra đấy nhưng mà em đi quay phim à, nếu mà hôm nay mà bắt được em vào chỗ gặt lúa thì tối nay là dẫn em đi chơi từ lúc chiều rồi. Tiếc quá sáng nay không gặp anh. Ok, cảm ơn Phương nhé. Lát nữa thì mình sẽ ghi hình tiết mục của Phương cho mọi người xem. Rồi, anh cảm ơn. Thì anh thấy là ở đây là em có cái trang phục là khác mọi người một chút. Đây có phải em có phải người Mông không? À, vâng, đây là trang phục dân tộc Mông anh ạ. Nhưng em cũng là người Mông luôn. Dạ, em Dao Lai Mông anh ạ. À, thế là bố người Dao, mẹ người Mông à? À, vâng, vâng. em là ở tại trung tâm này hay là ở bản xa? Em ở ngay khu này ạ. Ngay khu này, vâng. Khu này thôi ạ. À, chắc là cô gái này chắc chắn là 100% là người Dao Tiền rồi. Vâng, bạn vâng. ấy sẽ hóa thân thành cô gái người Mông để... gọi là miêu tả thêm một cái dân tộc đang sinh sống ở xã Hồng Thái đúng không? Vâng. Ok, em giới thiệu một chút về thông tin của em. Dạ, tên và tuổi. Em tên là Ngân ạ. À, Ngân. Đã có chồng chưa? Em chưa có chồng nhưng mới có 2 con ạ. À, nhìn đẹp thế này thì các bạn biết cái kết quả của câu hỏi này rồi đấy. Vâng. Ok, cảm ơn em nhé. Vâng, xin chào cho các đoàn có giải thưởng trong phần thi gặp lúa. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí trưởng đoàn.
Quay nhanh một số tiết mục văn nghệ để cho các bạn thấy cái màu sắc các dân tộc trên này. Còn ở dưới này thì thầy cúng bắt đầu chuẩn bị các cái bước để cúng để phục vụ cho cái nghi lễ nhảy lửa rồi các bạn ạ. Cái phần quan trọng nhất của cái ngày hội năm nay. Đây là phần mà mọi người chờ đợi cũng như là du khách chờ đợi nhất về cái sự huyền bí của nó. Bây giờ là cái đống lửa sẽ được đốt lên các bạn. Một cái đống lửa rất to. Đốt cho than nó thật hồng, thật đượm thì mọi người mới nhảy nha các bạn nha, mới nhảy vào đống lửa. Em lấy điện thoại em gọi cho chú Sơn đi ông chú này, mà bảo không, chú không biết. Các gọi là như nào có thể gọi là nghệ nhân các bạn, các nghệ nhân nhảy lửa thì sẽ ngồi ở đây và đợi thầy cúng làm lễ, và khi nào mà nhập được thần, nhập được ma rồi thì sẽ vào nhảy nhá các bạn nhá. Chỗ kia phải bố trí được an ninh, bất công là chán. Cái phần cúng của thầy thì thực sự là cũng rất là khó để hiểu và để giải thích cho các bạn ạ. Phần này thì mình chỉ đưa một vài hình ảnh thôi. Đặc biệt là thầy sẽ xin âm dương, khi nào mà xin được thì cái lễ nó sẽ diễn ra các bạn ạ. Bắt đầu nhập rồi. Vâng. Thầy và người dân tham gia là đã có những cái biểu hiện gọi là rung chân và rung tay rồi các bạn ạ. Đây là những cái biểu hiện rất là quan trọng. Và mọi người sẽ thấy tự tin thì mới sẽ mới vào nhảy được. Cơ thể người ta lạnh. Vâng. Thank you.
Đang có 6 người thì 7 người tính cả thầy nữa thì là còn 3 người thì là chưa, có thể là chưa nhập được ma các bạn ạ, chưa nhập được thần đấy. Cái hoạt động này thì thu hút rất là nhiều đưa tin của các phóng viên, các nhiếp ảnh gia, YouTuber các bạn ạ, rất là đông luôn. À, bây giờ chỉ còn duy nhất một người nữa các bạn ạ. Chỉ còn duy nhất một chú ngồi ở giữa này thôi. Như vậy là cái nghi lễ sắp diễn ra được rồi đấy. Thầy ném gạo về hướng cái chú đó cũng được nhập rồi các bạn. Như vậy là đủ cả 6 người rồi. Bắt đầu nhảy rồi các bạn ạ. Mới là khởi động thôi các bạn ạ. Em bật flash này hỏng hết hình ảnh. Vâng, em cứ bật flash thôi. Mình đã vừa quay và vừa cố gắng là chụp những cái khoảnh khắc đẹp nhất của nhảy lửa để cho các bạn xem nhé. Sau một vài bước tạm gọi là khởi động các bạn ạ, thì chưa thực sự là nhảy lửa thực sự đâu các bạn ơi, với cả là củi là đốt là cũng chưa được cháy đượm đâu. Ông thầy này phải vào làm lý tiếp và sẽ quay, đợi một chút nữa và sẽ quay ra sẽ nhảy tiếp các bạn, chưa đến cái phần gọi là cao trào nhất. Đi được rồi.
Các nghệ nhân tiếp tục rồi. Lửa càng đượm thì mới càng nhảy được các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy than như vậy. Xong rồi. Hết rồi. Không biết là vì lý do gì đó nhưng mà cái việc nhảy lửa hình như là bị gián đoạn các bạn ạ. Các nghệ nhân là không còn thấy có biểu hiện của thần nhập nữa các bạn ạ. Thần nhập ma nhập nữa. Nó nhảy đâu? Đây là bới mà. Có lẽ là hôm nay là đông du khách quá, phỏng vấn thầy nhiều quá nên là các thần không về, không ở lâu được. Mọi người là trở lại trạng thái bình thường rồi. Hơi tiếc một chút là cái màn nhảy lửa nó chưa được đã các bạn ạ. Đây là vấn đề tâm linh, nó không thể giải thích được các bạn ạ. Có thể là trong không gian gia đình, trong không gian một cái không gian gọi là yên tĩnh hơn thì mọi người mới có thể thực hiện được. Còn thật ra những cái này mà mang ra hoạt động lễ hội thì rất là khó. Mình cũng đã chứng kiến nhiều lần những cái hoạt động tâm linh và đã không thể thực hiện được ở trước công chúng thế này. Anh ơi, hôm nay là có cái sự cố gì mà mình không được nhảy được trọn vẹn được nhỉ? Không có sự cố gì đâu ạ. Nhưng mà sao lại ngắn như vậy ạ? Sao lại nhảy nhanh như vậy, ngắn như vậy? Em nghĩ là phải nhảy vào trong cái đống lửa to cái chứ nhỉ? Sao cái này nó đốt chợ lửa sớm quá. À. Xong rồi nó phải cháy có than nhiều quá mới đẹp. À. Rất là đốt sớm quá. Đốt chậm quá. Muộn quá nên là từ khi mà thần nhập vào thì lửa lại chưa cháy xong đúng không? Chưa cháy xong có than thì nó đi rồi. À. Nó còn nhiều cái khúc gỗ quá đúng không? Phải là nguyên than thì mình mới vào được. Có than nhiều vào càng tốt. À, càng nhiều than càng tốt. Càng than càng tốt mà. À vâng, thế cũng là một cái sơ suất trong quá trình tổ chức đúng không ạ? Vâng, nếu mà không thì các anh đã có thể là thực hiện cái nghi lễ này nó tốt hơn, nó chuẩn hơn đúng không ạ? Vừa năm ngoái rồi lại củi tươi lại là có than nữa. À, năm ngoái thì lại củi tươi. Năm nay là không được. Có anh các từ tìm củi khô nhưng mà đốt chậm quá. À, đốt chậm quá. Về quá tam ba bận thì khả năng là chắc là lễ hội năm sau thì hy vọng là đốt trước một tí. Vâng, đốt trước hơn một tí, có kinh nghiệm hơn. Đốt thì trước khoảng 10 phút chẳng hạn đấy nhỉ. À vâng. Còn chân tay các anh hôm nay có bị làm sao không ạ? Không sao ạ. À vâng, đây là anh đã lắm vào những cái cục than và hất lên trời và bới nó ra đây. Vâng, nhưng mà không vấn đề gì đâu đúng không ạ? Lúc đấy là có thần rồi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Có lẽ là chúng ta sẽ phải quay lại Hồng Thái vào năm sau để được chứng kiến cái lễ nhảy lửa sẽ được gọi là đã hơn. Vâng, cảm ơn thầy và các anh. Xin được trân trọng thông báo. Hai bạn hôm nay có xem được nhảy lửa không?
Ủa? Các em là du khách từ đâu đến này? Từ Hà Nội. Từ Hà Nội nên là đã xem cái nhảy lửa lần nào chưa? Chưa. Lần đầu luôn. Và thấy xem rồi thì thấy thế nào? Thấy nóng anh. Giỏi. Nếu mà mình thì liệu có hơi dị à? Vâng. Chắc chắn là mình sẽ không dám vào đâu. Đúng rồi, chắc chắn. Các anh ngồi đấy hơi dị. Của tay không biết có bóng không. Nói chung là phần nhảy lửa thì nó cũng chỉ được mới được khoảng tầm 30% thôi. Thế các anh ấy chia sẻ là nếu mà lửa mà đốt sớm hơn mà nó còn nguyên than ấy, không có những cái đầu củi kia ấy, thì các anh ấy sẽ bước được hẳn vào trong, tức là nhảy hẳn vào trong chân ấy. Hôm nay là các anh ấy mới sử dụng tay thôi. Chắc là để mà năm sau thì các bạn lên quay lại để được xem nó tròn trịa hơn. Xin chào hai bạn trẻ. Anh phỏng vấn một chút được không? Hai em du khách ở đâu đến nhỉ? Hà Nội. À, dưới Hà Nội à? Ở trên Tây Bắc mình như là hay kiểm tra cái sự dũng cảm của người yêu của mình bằng cách là nhảy qua cái đống kia ấy. Em dẫn người yêu lên đây để thử độ dũng cảm à? Bọn em lên đây là để đi xem sự dũng cảm của người ta. À, xem sự dũng cảm của người ta. Vì thấy người ta bảo là nếu mà vì yêu thì sẵn sàng nhảy vào lửa cũng nhảy ấy. Mình biết, mình nhận ra là tình cảm. Đấy là ai chứ còn... À, còn mình thì chứng minh tình yêu bằng cách khác đúng không? Dạ. Các em thấy có ấn tượng với lễ hội nhảy lửa năm nay không? Không, em chưa thấy gì cả. À, đến muộn à? Muộn quá. Bây giờ bọn em phải đến. À, hơi tiếc. Đâm ra là các bạn ấy chưa có cảm nhận. Đang có anh bảo là tí ông hóa ma cho xem. À, tí nữa sẽ có người làm lại cho các bạn xem. Ok, anh cảm ơn nhá. Bây giờ là sẽ có một cái màn nhảy lửa của du khách các bạn ạ. Đánh xong chưa? Tí ông Sơn bỏ. Xong rồi, 2 3 vô. Ông Sơn bỏ mít. Không có. Đá chưa? Đây là nghệ sĩ đường phố nhá các bạn nhá. Nghệ sĩ này là không có sự trợ giúp của thần linh gì cả. Cháy dây rồi. Cháy dây. Mọi người đứng xa một chút nhá, chú hất mạnh lắm đấy. Ôi. Nghệ sĩ đường phố rất tuyệt vời. Ngồi trong nửa giờ rồi. Từ trước. Mọi người cổ vũ đi ạ. Quá tuyệt vời. Nhanh vào. Quá đẹp rồi. Bên kia đi bên kia vào, đi bên kia vào. Bên kia. Bên kia mà đi thẳng bên kia về đây. Bảo luôn. Bây giờ các nghệ sĩ này thì được.